chuột lộn xả cho các bạn ơi. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem ha, cây trăm lẻ nha. Rồi kìa. Ồ, chụp rồi. Dính hồng nữa. Không mất tiêu luôn. Nhóc hết trơn luôn rồi nè. Dữ lắm, đâm mặt con luôn. Đây xe 100. Cái này thì nó là ngay mình cũng mới gặp nha. Mới gặp mình quay cho các bạn xem ha. Chờ luôn. Ồ, gật nữa rồi. Quá, trời ơi, nhào chụp. Ô. Dữ. Ô, chụp kìa, chụp kìa. Dính không nữa. Rồi dính hay gì vậy? Dính rồi. Dính không, ổng ngồi đó hoài vậy. Rồi dính rồi các bạn ơi. Cái 100 này mua chằn nha các bạn. Cũng mới gặp. Wow, 100 này thay mũi rồi nè ha. Đúng rồi, thay mũi này chạy đất sập mấy ngon nha các bạn. Ồ, ông đó cầm một sâu chuột luôn à. Wow, đắng rồi, gượt đắng nữa rồi kìa. Con chó luôn. Mất tiêu nữa rồi. Ủa, sao dễ mắc quá vậy? Con chụp kìa. Rồi 100 qua miếng mới. Wow, bồn 2 nha các bạn ơi. Bồn 2 mà bồn to quá nè. Chạy ngang một cái có đường nó chà bá luôn các bạn ơi, bự. Quá trời mà này mất. Wow, cậu dài ghê luôn ơi. Cậu có dài kìa các bạn.
Ghê trời. Còn này chịu chở cái dữ lắm à. Hết hồn ha. Quá wow, còn dài dữ chưa. Ồ ông nào ông này. Ông nào ông này cầm sâu sâu rồi. Quá wow, cánh cậu to ghê ha. Quá wow, cậu hết hồn luôn. Cậu dần chân chắc chạy xích 95 quá các bạn ơi, thấy to quá luôn rồi nè. Hết hồn. Quá wow, cái cậu. Cậu này chịu chở chăm ngoài. Chiếc 100 thay giặt xuống tới dưới đó rồi đó các bạn. Quá xa. Nó dần lúa cao thấy ghê không các bạn. Lúa cao dữ lắm luôn. 100 mà cái dàn lúa nó lên cái muốn phần nửa máy rồi các bạn thấy không. Cái hàm đứng là đơ đơ luôn rồi, cái hàm đâu xuống sâu đâu các bạn thấy không. Quá trời dàn lúa. Thấy già cặp nó giường. Wow, cái bồn to ghê trời. Có bồn lúa nè các bạn. Hết hồn luôn. Mà bồn 2 nha. Quá phượt luôn.
thì chạy vòng nghịch đó đâu có dùng lúa được đâu, bầm luôn. Tranh thủ dục lúa dữ rồi. Wow, 100 chạy khỏe quá nè.